bốn cặp đôi tổ chức chơi ma túy tập thể ở nhà nghỉ vùng quê. Ngày 14 tháng 1, thông tin từ công an huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa cho biết vừa kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 8 đối tượng gồm 4 nữ, 4 nam đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng của một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hoàng Đạo, huyện Hoàng Hóa. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một gói ma túy tổng hợp dạng đá, một địa sứ, một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá và nhiều tăng vật khác có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng ma túy là Lê Trọng Thái, sinh năm 1999 ở xã Hoàng Thịnh và Lê Ngọc Hải, sinh năm 1984 ở xã Hoàng Thành, huyện Hoàng Hóa. Toàn bộ các đối tượng và tăng vật được đưa về trụ sở công an huyện để điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.